dừa điện tử Toto Wellness dòng C2 TCF23410 là một sản phẩm cao cấp của Toto, được thiết kế mang lại sự tiện nghi và vệ sinh tối ưu cho người sử dụng. Lắp dừa điện tử Toto với nhiều lợi ích như tiết kiệm nước, giúp giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Rửa bằng nước ấm giúp giảm vi khuẩn trong quá trình làm sạch. Hơn thế nữa, sưởi ấm đặc biệt hữu ích trong mùa đông, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người sử dụng. Đặc biệt hơn, có quạt khử mùi giúp làm sạch không khí, không để lại mùi hôi. Có quạt sấy khô giúp người dùng không cần sử dụng giấy vệ sinh sau khi rửa, tăng tính năng vệ sinh và lợi ích. Vòi rửa massage giúp người dùng thư giãn và cải thiện lưu thông máu. Với chất liệu cao cấp, thiết kế hiện đại sang trọng, nắp rửa điện tử có màu trắng, chất liệu nhựa GC cao cấp bền bỉ theo thời gian. Nắp rửa điện tử Toto Wellness dòng C2 TCF23410 mang thương hiệu Nhật Bản sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm phòng tắm tiện nghi, hiện đại và vệ sinh. Bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy like và share video nhé. Còn bây giờ, anh chị em mình hãy ghé ngay Kido Home để được tư vấn trực tiếp nha.